Năm nay có thể nói là một cái năm khá là mệt mỏi. Từ đầu năm đến giờ thì vì dịch bệnh đã làm đảo lộn cuộc sống cũng như là làm thiệt hại về tài chính của chúng ta rất nhiều. Rồi đến cuộc bầu cử cho đến nay thì vẫn chưa có kết quả rõ ràng. Trúc Linh tin chắc rằng rất là nhiều quý vị đang ở đó mong muốn kết quả có được nhanh chóng để cho cuộc sống của chúng ta có thể trở lại được bình thường. Tuy nhiên thì với tình hình như hiện nay, có lẽ là còn lâu mới có thể có được kết quả, và cũng có thể là kết quả sẽ được quyết định bởi tối cao pháp viện, hoặc có thể là sẽ bầu cử lại, tức là những cái cử tri đoàn họ sẽ bỏ phiếu lại để chọn ra người tổng thống. Và nếu cho đến trưa ngày 20 tháng 1 mà cái kết quả của cuộc bỏ phiếu lại nếu có xảy ra, cả hai ứng cử viên đều không ai đạt được số phiếu là 270, thì lúc đó quý vị biết điều gì sẽ xảy ra hay không? Đó là chủ tịch Hạ viện là bà Nancy Pelosi sẽ trở Trở thành thành tổng tổng thống. thống, thưa quý vị. Có thể chúng ta sẽ có một người nữ tổng thống đầu tiên. Tuy nhiên người đó có thể mà là một người tổng thống mà tất cả người dân Hoa Kỳ của chúng ta thích hay không thì là một cái chuyện khác. Tại vì bất đắc dĩ một người tổng thống bất đắc dĩ. Bên cạnh đó, kính thưa quý vị, bên cạnh những câu chuyện bầu cử tổng thống năm nay thì có những cái vấn đề mà nó ảnh hưởng đến xã hội của chúng ta, như là cái tổ chức mà Black Lives Matter, thưa quý vị, ngày hôm nay họ đã lên tiếng để mà đòi nợ tổng thống xém đắc cử ông Biden. Thì một người đồng sáng lập cái tổ chức Black Lives Matter là bà Patrice Cullors, thì bà đã có một cuộc gặp gỡ với ông Joe Biden, một người tổng thống đắc cử theo như các hãng truyền thông lớn họ muốn như vậy, để mà họ nói chuyện về các mục tiêu mới của cái tổ chức Black Lives Matter này. Họ muốn, họ đặt kỳ vọng cho chính phủ Joe Biden nếu mà họ thắng cử để mà thực hiện theo những cái chính sách của họ. Và cái lý do mà bà Cullors bà nói đó là tại vì trong cái thời gian vừa qua, tổ chức Black Lives Matter đã giúp cho cái phong trào mà bên đảng Dân Chủ lấy được những cái người ứng cử viên, những cái số phiếu bầu rất là nhiều như vậy, là do những người Mỹ đen trong cái tổ chức này đi ủng hộ cho họ. Thì trong cái cuộc họp này thì bà cũng đưa ra những cái kế hoạch để mà gây nên một cái sự áp lực cho ông Joe Biden, mặc dù ông ta chưa được đắc cử tổng thống. Và bà Cullors bà nói rằng tất cả những người Mỹ đen, không rõ là những người Mỹ đen bên đảng Dân Chủ hay là Cộng Hòa, thì họ bà nói rằng tất cả những người Mỹ da đen này họ mong muốn lắng nghe các mục tiêu của họ phải được thỏa mãn nếu mà ông Joe Biden trở thành tổng thống. Bà nhắc nhở ông Biden và bà Harris, và bà cũng bày tỏ cái sự hối tiếc về những cái công việc của họ làm ảnh hưởng đến cái cộng đồng người Mỹ đen tại nước Mỹ trong cái thời gian vừa qua. Tuy nhiên, bà cũng khuyên ông Joe Biden và bà Harris phải làm theo cái định hướng mà tổ chức Black Lives Matter này đòi hỏi, thưa quý vị. Wow, đó là một cái chuyện rất là có Không thể thể nói tưởng tượng. là không thể tưởng tượng được. Xin lỗi Linh, quý vị cũng đã rõ trong khi xưa thì những người mà lãnh đạo của tổ chức Black Lives Matter này họ đã tuyên bố trước public rằng là họ là những người được đào tạo bởi tổ chức Marxist, thưa quý vị, những người mà có những cái chủ nghĩa cộng sản rất là nguy hiểm. Thưa quý vị, cũng liên quan đến ông Biden thì mấy hôm nay thì truyền thông cũng nhắc lại cái chi tiết là ông Joe Biden đã không giữ lời cam kết khi mà trong cái đợt mà ông ra trong những cái buổi đối thoại trực tiếp với Tổng thống Trump, ví dụ như là trong ngày 29 tháng 9 dựa tại tiểu bang Ohio, thì người điều hành chương trình lúc đó là ông Rich Wallace của thuộc đài Fox News thì đã hỏi ông Biden rằng liệu ông có cam kết là không tuyên bố chiến thắng cho đến khi cuộc bầu cử được chứng nhận độc lập hay không, thì lúc đó ông Biden trả lời là có. Rồi ông Wallace hỏi tiếp rằng là ông sẽ kêu gọi những người ủng hộ của mình bình tĩnh trong khi các lá phiếu được kiểm, và ông sẽ cam kết là không tuyên bố chiến thắng cho đến khi cuộc bầu cử được chứng nhận độc lập, phải không? Thì ông Biden cũng trả lời là có. Tuy nhiên, ngày 7 tháng 11 vừa qua thì tại thành phố Wilmington thuộc tiểu bang Delaware là nơi ông sinh sống, thì ông Biden đã tuyên bố mình là người chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay, và ông còn đứng ra kêu gọi với tư cách là một tổng thống vừa đắc cử, kêu gọi hãy hàn gắn đất nước, và đây là thời điểm mà chúng ta hãy nên hàn gắn với tư cách của ông kêu gọi là ông là tổng thống đắc cử. Thưa quý vị, thì truyền thông là
đúng là họ có quyền xướng tên ai là tổng thống dựa theo cái số phiếu cử tri đoàn. Tuy nhiên thì theo hiến pháp thì cho đến khi quốc hội xác nhận thì kết quả mới là có giá trị. Như vậy thì theo pháp luật, ông Biden chưa có quyền phát biểu với tư cách là tổng thống đắc cử, chưa có quyền thành lập đội đặc nhiệm chống COVID và cũng chưa có quyền bổ nhiệm chánh văn phòng tòa Bạch Ốc với tư cách là một tổng thống như là ông đã làm mấy ngày qua. Đúng như vậy, kính thưa quý vị, bên cạnh đó thì mặc cho ông Joe Biden và giới truyền thông cánh tả họ làm gì thì làm, thì bên phía của ông Donald Trump họ vẫn tiếp tục có những cái chiến dịch để mà phản công toàn diện đối với cái sự việc mà gian lận bầu cử đang xảy ra hiện nay. Thì trong khi mà ông Joe Biden, ông ta nóng lòng, ông ta muốn tuyên bố chiến thắng như là Trúc Linh vừa nói, thưa quý vị, họ làm đủ thứ cách hết, thì ông Trump ông có những cái cuộc chiến pháp lý trên một cái diện rộng trên khắp nước Mỹ. Và bên cái chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump, họ đã, cái việc đầu tiên họ làm là họ đã nhanh chóng vận động gây quỹ để mà kiếm tiền cho cái chương trình mà pháp lý kiện tụng của họ. Họ tìm kiếm những người nhân chứng, những cái vật chứng, và họ bắt đầu mở ra những cái vụ kiện tụng một số tiểu bang hiện nay. Và ngày hôm nay thì đã có khoảng cả ngàn người họ sẵn sàng họ ra họ làm chứng liên quan đến những sự việc mà gian lận bầu cử ngay tại tiểu bang Alaska, thưa quý vị, nơi mà họ đã kiểm được đến khoảng 58% số phiếu bầu cử rồi, thì cho thấy Tổng thống Donald Trump ông ta đã dẫn trước ông Biden đến 29%. Và cái điều này không có gì ngạc nhiên, thưa quý vị, khi mà Tổng thống Trump ông ta giành đã được 3 phiếu đại cử tri đoàn của tiểu bang Alaska. Tại North Carolina thì họ đã kiểm phiếu được đến 99% tổng số phiếu bầu cử, và ông Trump dẫn trước ông Biden hơn đến 70.000 lá phiếu. Và coi như là hai cái nơi này, Tổng thống Trump ông ta đã dự định được chiến thắng ở mấy cái nơi này, và ông ta đã giành được đến tổng cộng là 15 phiếu đại cử tri đoàn. Và tổng cộng hiện nay thì cái số phiếu đại cử tri đoàn của Tổng thống Donald Trump đã tăng lên được 232 phiếu. Ngoài ra, ngay tại tiểu bang Arizona thì cái lợi thế của ông Biden đã giảm xuống còn khoảng 14.000 lá phiếu. Ở Georgia, nơi mà những người kiểm phiếu họ xác định họ nói cuộc bỏ phiếu sẽ có thể phải được kiểm phiếu trở lại. Và hiện nay thì ông Biden đang dẫn trước 12.000 lá phiếu tại tiểu bang Georgia. Thì tại tiểu bang Arizona và Georgia, hai tiểu bang này, ông Biden ông có tổng cộng là khoảng 259 lá phiếu của đại cử tri đoàn. Và cái điều thứ nhì mà bên nhóm tranh cử của tổng thống Donald Trump họ đang làm, đó là điều chỉnh lại các thành viên trong nội các của họ. Như chúng ta đã thấy vừa qua thì Tổng thống Trump ông ta đã có một cái hành động chớp nhoáng, đó là sa thải người bộ trưởng quốc phòng, đó là ông Mark Esper, vì cái lý do ông Mark Esper đã từng phản đối với sự việc Tổng thống Donald Trump muốn sử dụng quân đội để mà trấn áp lại một phần nào đó cái tình trạng mà bất ổn trong những tháng vừa qua về những cái sự mà xuống đường bạo loạn, thưa quý vị. Đây là những cái sự việc mà do nhóm cực tả Antifa và Black Lives Matter, như chúng tôi vừa nói, họ đã dẫn đầu để mà tạo ra những cái sự phá rối này. Mặc dù có những cái tin đồn, tuy nhiên thì thưa quý vị, ông Trump ông ta cũng cuối cùng ông ta đã sa thải ngay cái lúc mà trước khi cái cuộc bầu cử xảy ra. Thì điều này nhiều người nói rằng sẽ tạo ra một cái sự bất ổn ngay trong nội bộ nước Mỹ và trên cái bình diện thế giới. Tuy nhiên thì đối với Tổng thống Donald Trump, ông ta cũng có một cái tính rất là độc đoán, và ông ta sử dụng cái quyền của Tổng thống để mà ông quyết định dựa trên cái sự an nguy của nước Mỹ và người dân Hoa Kỳ. Cho nên đây là một trong những cái động tác mà chính phủ Donald Trump họ làm cùng một lúc để mà lấy lại cái lòng tin của người dân Hoa Kỳ vào cái công cuộc bầu cử nước Mỹ và cái sự việc mà an ninh quốc gia. Đó là hai cái vấn đề mà người dân Hoa Kỳ hiện nay họ rất là quan tâm, thưa quý vị. Yeah.